Đây có lẽ là bộ phim Hàn Quốc đáng sợ nhất mình từng xem. Có tổng cộng 10 câu chuyện kinh dị mang phong cách khác nhau, khiến cho cả bộ phim mang một màu sắc rất u ám và kỳ quái. Một tối nọ, trên đường, có một người đàn ông mang sắc mặt hoảng loạn, đang bị cảnh sát chặn lại kiểm tra. Sau khi hỏi vài câu đơn giản, thì cảnh sát cũng thả anh ta đi. Ki-hun thở phào nhẹ nhõm, vội móc một điếu thuốc ra. Vừa định châm lửa, thì bật lửa lại bị rơi ngay chỗ ngồi. Ki-hun duỗi tay ra định nhặt lấy. Anh vẫn chưa kịp bình tĩnh lại thì bỗng nhiên phát hiện, trên kính chắn gió có một dấu tay. Lúc này, anh mới nhớ là do anh cảnh sát kia đã đè lên, nhưng cần gạt nước lại không thể gạt đi được. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh càng nghĩ càng sợ, nhưng lại phát hiện trên kính xe toàn là dấu tay người. Ki-hun nghĩ, chắc chỉ là ảo giác mà thôi, rồi vội vàng lái xe chạy khỏi đó. Đến một đoạn đường vắng vẻ, anh ta mở cốp xe ra xem, bên trong lại có một cái vali dính đầy máu, trong vali còn có tóc lòi ra. Ki-hun như phát điên, cầm dao cắt bỏ chỗ tóc đó, sau đó đóng cốp xe lại, phủi sạch số tóc đang dính trên tay đi, rồi lại tiếp tục di chuyển. Khi lái xe vào một con đường khác, anh cảm giác ý thức đang dần trở nên mơ hồ. Bên đường, bỗng có một bóng lưng của một cô gái mặc đồ trắng khiến anh bị dọa sợ đến run rẩy. Lúc này, tinh thần của anh đang trên bờ vực sụp đổ. Anh mở cốp xe ra, cầm lấy một cây gậy rồi đập liên tục vào cái vali. Một lúc sau, anh mở vali ra, bên trong thế mà lại trống không. Cái xác của người phụ nữ mà anh đã tông chết biến đâu mất rồi. Ki-hun rơi vào hoang mang. Vào lúc đó, một cánh cửa sắt bên đường từ từ mở ra, một cái xác nữ vặn vẹo bỗng xuất hiện. Ki-hun bị dọa đến ngã ra đất, mà càng đáng sợ hơn là cái xác đó lại đang ngẩng đầu lên nhìn anh. Nó bò lên đường khiến Ki-hun vội vàng leo lên xe. Nhưng vào lúc nguy cấp thế này, chiếc xe lại không thể khởi động. Câu chuyện sau đây sẽ khiến bạn nổi hết cả da gà, da vịt. Đề nghị không xem trong lúc đang ăn nhé. Trong gen đang kiểm tra răng cho bệnh nhân nói đã đau đến mức muốn bể luôn cả đầu. Nhưng chụp X-quang thì không thấy có vấn đề gì cả, chỉ thấy phần chân răng hơi trắng mà thôi. Trong gen hỏi gần đây anh ta có ăn gì bậy không, bệnh nhân liền nói không có. Nhìn thấy bộ dáng đau đớn của anh ta, Trong Dê cũng không biết đưa ra chẩn đoán thế nào, chỉ đành kê ít thuốc giảm đau, kêu bệnh nhân về theo dõi rồi đến tái khám. Trong Dê chuẩn bị tan làm về nhà, bỗng phát hiện bồn nước trong phòng khám rất khác thường. Anh cầm lấy nắp bồn nước, quan sát kỹ. Ôi trời ơi, bên trong lúc núc đầy ký sinh trùng, Trong Dê liền vội vàng ném nó vào thùng rác. Anh càng nghĩ càng thấy sai sai, vội mở tấm phim X-quang của bệnh nhân lên xem. Quả nhiên, trong chân răng của bệnh nhân cũng đầy ký sinh trùng. Trong Dê bị sốc, bèn đi tìm đàn anh để hỏi thêm. Nhưng đàn anh cũng chưa gặp trường hợp như này bao giờ, bèn đề nghị Trong Dê đi tìm thêm tư liệu để nghiên cứu. Trong Dê đến thư viện, sau khi tra tài liệu thì anh biết được, loại ký sinh trùng này gọi là trùng răng, nó có phương thức ký sinh rất đặc thù. Vì sau khi đẻ trứng ở gần chân răng, chúng sẽ nhanh chóng di chuyển lên mắt và não. Anh vội vàng gọi cho y tá của mình, hỏi thăm ngày bệnh nhân đi tái khám là khi nào. Khi anh trở về phòng khám, thì bệnh nhân đã nằm trên giường đau đến run rẩy. Trong Dê gõ cửa kính, bày tỏ với y tá rằng cô nên bảo hộ thật kỹ càng. Nhưng y tá lại cảm thấy anh ta chỉ khéo lo, kêu anh mau vào phẫu thuật đi. Trong Dây đeo hai lớp khẩu trang, đeo thêm cả kính bảo vệ mắt nhưng vẫn cảm thấy lo sợ trong lòng. Anh tiêm mũi thuốc gây tê cho bệnh nhân, sau đó cầm dao phẫu thuật lên. Hai tay anh cứ run rẩy không ngừng, không dễ gì mới rạch được chân răng của bệnh nhân ra. Anh dùng nhíp cắp ra một em bé dễ thương dài 40 mét. Mà lúc này bỗng tinh thần của bệnh nhân thay đổi, không ngừng đau đớn la hét, trong mắt cũng hiện lên hình dáng của con trùng. Anh ta bỗng ngồi dậy, ôm chặt lấy Trong Dây rồi cắn chặt không buông. Y tá thấy thế vội vàng kéo Trong Dây thoát ra, mà bệnh nhân ấy như phát điên, không ngừng nhào về phía y tá. Trong Dây vội vàng bò ra phòng bên cạnh, sờ vào chỗ mình bị cắn thì phát hiện chỗ đó toàn là ký sinh trùng đáng sợ. Anh cảm giác răng mình bắt đầu đau đến không chịu nổi. Trong Dây như sụp đổ, vội cầm lấy máy khoan, khoan thẳng vào răng của mình. Mà lúc này, cô y tá vừa bị cắn lúc nãy, như thể đã biến thành zombie. Sau đó, ý thức của Trong Dây cũng dần mơ hồ, rồi đau đớn ngã ra đất, co giật không ngừng. Áo đỏ chứng tỏ vợ anh, ông nào hay nói câu này thì coi chừng đi nhé. Tại nhà tang lễ, Sujin đang đứng tám chuyện với hai cô bạn khác. Họ đang nói đến người bạn học đã nhảy lầu mấy ngày trước. Nghe nói cô ta bị trầm cảm nên mới xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Ba người như không có tâm trạng, sau đó tạm biệt nhau. Trên đường từ hầm xe về phòng của mình, Sujin bỗng trông thấy ở đằng xa có một cô gái mặc váy đỏ, cứ nhìn chằm chằm lấy cô. Sujin không nghĩ nhiều, tiếp tục bước về phía trước. Xoay đầu lại nhìn thử, cô gái váy đỏ đó vẫn đứng yên nhìn cô không cử động. Sujin có hơi lo lắng. Khi về đến nhà, cô cầm lấy một đĩa bánh kem, gọi cửa nhà hàng xóm, hỏi thăm hàng xóm, gần đây có nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ nào không? Hàng xóm nói rằng, không nghe nói khu mình có ai như thế cả. Khi cô chuẩn bị về nhà, quay đầu lại nhìn, quả nhiên lại là cô gái váy đỏ đó. Sujin bị dọa sợ đến vội chạy về nhà, cô thử nhìn qua lỗ mắt mèo.
thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Lúc này, sếp lại gọi đến để hối cô về deadline. Đúng là cái khổ của con dân đi làm, bị ma dọa sợ đến gần chết cũng không thoát khỏi deadline. Khi cô chuẩn bị mở máy tính lên thì bỗng nhớ ra cái gì đó. Cô cầm lấy cuốn kỷ yếu trước đây, lật ra trang có 5 người chụp chung. Cô có cảm giác dường như cô gái váy đỏ đó chính là Han Ju. Không phải cô ta cũng đã nhảy lầu từ lâu rồi sao? Tối đó, cô lại đi đến bãi đổ xe. Lúc này, cô gái đó đang đứng từ xa nhìn cô. Lần này, Su Jin quyết định không chạy nữa, miệng hỏi cô ta muốn gì ở mình. Bỗng có một chiếc xe chạy ngang qua, lúc này thì không thấy cô ta đâu nữa. Su Jin lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn khắp bốn phía xung quanh. Cô hoảng sợ vội vàng chạy vào trong thang máy, nhưng mỗi lần thang máy mở cửa ra thì cô gái kia đều xuất hiện ngay trước cửa. Khi thang máy dừng lại ở lầu 8 nhà của Su Jin thì cô ta bước nhanh vào trong thang máy. Su Jin sợ hãi xông ra khỏi thang máy, nhưng cửa nhà lại không mở ra được. Nhìn thấy cô ta đang bước đến gần, Su Jin sợ hãi chạy vào lối thoát hiểm. Nhưng cho dù có chạy đến đâu thì cô ta cũng đã chờ sẵn ở đó. Su Jin tuyệt vọng muốn chạy xuống lầu, cầm lấy điện thoại định gọi cảnh sát thì một giây sau, cô ta kéo tóc Su Jin lết dài trên tường. Su Jin đau khổ xin tha thì cô ta mới chịu buông tay ra. Cuối cùng, Han Ju đã báo được mối thù bị ức hiếp thời còn đi học, mà những người có trên ảnh cũng sẽ không bao giờ thoát được. Người ta thường nói, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Ji Han và Hee Jeon là một đôi bạn rất thân. Vì trên tay Ji Han có một vết sẹo xấu xí, nên trong trường cô hay bị bạn bè tẩy chay. Chỉ có Hee Jeon ở bên cạnh và không rời bỏ cô, còn vẽ một trái tim lên cánh tay mình, nói rằng sau này sẽ xăm hình giống với Ji Han. Hôm ấy, trong phòng học, Ji Han không cẩn thận bị cắt trúng tay. Hee Jeon không nghĩ ngợi nhiều, bèn dùng miệng để hút máu giúp Ji Han. Những bạn học xung quanh liền nhìn họ với ánh mắt kỳ quái. Ji Han vội vàng rút tay lại và chất vấn Hee Jeon đang làm gì thế này. Từ đó về sau, Ji Han đã vạch ra khoảng cách giữa mình và Hee Jeon. Sự việc đã khiến Hee Jeon rất thất vọng, cô đã quyết định nhảy lầu. Ji Han nhìn chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh mình, trong lòng không khỏi đau lòng. Cô lấy điện thoại xem lại nhật ký trò chuyện của hai người. Khi nhìn thấy bức ảnh đồ chơi hai đầu, cô liền nhớ đến lời hứa của hai người. Nếu như có một người chết trước, thì người còn lại phải có trách nhiệm lấy món đồ chơi đó để chiêu hồn. Cho nên, sau khi tan học, Ji Han đã đến phòng thay đồ. Cô mở tủ đồ của Hee Jeon ra, lấy ra một cái hộp và một cuốn nhật ký. Trong nhật ký có ghi chép cách thức để chiêu hồn. Ji Han mở cái hộp màu đỏ ra, cô lấy ra một cái hộp nhỏ đựng móng tay của hai người. Sau đó đổ móng tay ra, đặt vào bên trong con búp bê hai đầu. Cô dùng hai tay bắt chéo che lấy mắt mình, sau đó đọc câu thần chú đầu tiên. Tiếp đến là đặt con búp bê trước gương, nói với Hee Jeon rằng 100 giây sau hãy đến tìm mình. Sau khi mở máy đếm giờ, Ji Han vội vàng chạy ra khỏi phòng thay đồ, sợ hãi trốn vào một góc. Màn hình vừa hiển thị 100 giây, đèn bắt đầu chớp tắt không ngừng. Ji Han lấy hết can đảm ra ngoài quan sát, quả nhiên đã phát hiện Hee Jeon đang đứng trước cửa, nhưng một giây sau lại biến mất không thấy đâu. Ji Han cảm thấy chắc có bước nào đó sai sót rồi. Cô quay trở về phòng thay đồ, cầm lấy cuốn nhật ký, định nghiên cứu kỹ hơn thì lại phát hiện nửa trang đã bị xé mất. Ji Han ném cuốn nhật ký rồi mở tủ đồ ra, cô đã tìm được nửa trang bị xé bên trong tủ. Cô vừa xoay đầu lại thì Hee Jeon đã xuất hiện ngay sau lưng, dọa cho Ji Han sợ hốt hoảng. Chỉ thấy miệng Hee Jeon rộng toác, sau đó cô ta duỗi vô số xúc tua ra. Kết quả thì ai cũng có thể đoán được, Ji Han đã bị bạn thân của mình ăn mất. Hee Jeon sống lại, bước đến trước gương. Cô vén tay áo nhìn vết sẹo của mình, nở nụ cười mãn nguyện. Mà trong gương lúc này lại xuất hiện bóng hình của Ji Han. Chàng trai hơi đẹp trai tên Jeong-un này, ngày đầu tiên dọn nhà đến, đã cảm thấy hàng xóm của mình có chút đáng sợ. Nửa đêm cứ có những tiếng gõ tường liên tục khiến anh ta khổ sở vì mất ngủ. Ngày hôm sau, Jeong-un tình cờ gặp được một cô gái xinh đẹp trong thang máy. Trò chuyện một hồi, anh mới biết cô ta là hàng xóm kế bên. Lúc này, Jeong-un chợt nghĩ, lẽ nào tiếng gõ tường tối qua là của cô ta. Anh nhặt lấy cái khăn mà cô ta đánh rơi, trong lòng cũng thầm vui vẻ. Tối đó, anh về nhà, nhà bên cạnh lại có âm thanh gõ vào tường. Jeong-un cho rằng cô gái ấy đang ra ám hiệu, thế là anh cũng gõ vào tường để đáp lại. Hôm sau, Jeong-un gặp lại cô gái trong thang máy. Anh cố tình gõ vào thang máy, muốn xem phản ứng của cô ta. Nhưng không ngờ rằng, cô gái chỉ nở một nụ cười cứng ngắc. Lúc này, để chắc ăn hơn, Jeong-un liền cầm lấy khăn choàng, chạy sang nhà bên cạnh bấm chuông, nhưng không có ai trả lời. Anh lại duỗi tay gõ cửa lần nữa, thì cánh cửa lại từ từ mở ra. Jeong-un cẩn thận dè dặt bước vào trong. Không ngờ rằng, một cô gái trông xinh như thế mà lại sống trong căn nhà như cái ổ chuột. Càng khiến Jeong-un cảm thấy kỳ lạ nữa là vị trí ngay bức tường ấy đang đặt một cái tủ rất lớn. Sao có thể như thế được? Anh vội vàng chạy về nhà mình để kiểm tra. Đúng lúc đó, bức tường giấy lại đột nhiên chuyển động khiến Jeong-un bị dọa đến nổi da gà. Anh lấy dũng khí xé rách giấy trên tường, phát hiện bên trong là một gian phòng bị các thanh gỗ đóng lại. Nhìn vào bên trong quả các thanh gỗ, ôi giời ơi, bên trong là hai cái xác khô được bọc ni lông. Lẽ nào người luôn tương tác với mình là người chết sao?
Dì ông Gun đưa tay ra kiểm tra thử. Lúc này, trần nhà rơi xuống, dì ông Gun vội lăn, rồi bò ra cửa. Anh lại phát hiện không thể nào mở cửa được. Sau đó, có một sức mạnh vô hình đã bóp chặt lấy cổ anh,